Tối 5 tháng 9 năm 2019, đạo diễn Nguyễn Phương Điền bất ngờ đăng tải thông tin diễn viên Mạc Can bị tai nạn giao thông, phải nằm điều trị tại Bệnh viện Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng nguy cấp. Nam đạo diễn cho biết Mạc Can được người dân đưa vào bệnh viện nhưng theo nguyên tắc phải có gia đình làm thủ tục giấy tờ. Do đó, đạo diễn Phương Điền đăng tải bài viết để tìm người thân cho ông. Thông tin này được hàng trăm người chia sẻ. Nhiều người cầu chúc cho nam nghệ sĩ tai qua nạn khỏi. Sau đó không lâu, diễn viên Mai Trần đã chia sẻ bức ảnh chụp nghệ sĩ Mạc Can trên trang cá nhân của mình. Ông cho biết, nhận được tin Phương Điền đang nằm ở tầng 1, liền chạy lên tầng 2 thăm ông bạn già, cũng may còn nhìn được nhau. Anh Can bị xuất huyết tiêu hóa rất nặng, đang chờ nội soi. Hiện đã liên lạc được với em gái của nghệ sĩ Mạc Can. Thông tin về tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ sẽ được truyền hình Báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật.